cá một đạn. Xin đồn rất xin được vì bắn ra đạn nó đi xuống một quân, nhưng mà phải bắn ngang với hắn, nằm xuống bắn ngang với hắn là được xin. Người đi màn không đi được. Phố phố chứ. Đây là cái dọc con đường phố. Mèo biêu điêu nhọn quá, một mèo ngoan ngoãn đấy. Đồ cho mấy anh thôi? Hả? Đồ cho mấy? Anh có vay đồ không? Không. Vay cho vay nhưng còn 5.000 đô. Là người đồ chỉ bật thở anh lại. Đồ ở nhà đẩy đây. Cả bảy. 500.000 nữa. Mấy trăm triệu. Thời này bắn ngon như 5 quân à? Chắc đi nhỉ, mình chắc 5 quân.
từ. Chào ngay. Ừ. Chào đi nữa. Từ mùng đây. Đây cho phố thành phố đây chân chị. Đi đường kia xuống thành phố để ăn bún 25 bê. Về xe. Về xe. Đừng quả đâu. Mò. Mò. Điểm mà ông thấy con quả thì ông nói mẹ gì. Không đi ra mà. Giờ bán được. Đi xin lên. Thôi. Để đằng từ quần đi bảo bảo thì thấy đấy quả trắng à quần chi này đảo đảo đang ui quần chi này quần à vị đi đi vô đường ra thì đảo đang đây cũng mấy con vịt đang giúp vịt trời chúng ta lúc qua rồi bài mất được còn nghiệp mộc đã đạo rồi đã đạo rồi đây không qua bên anh à qua bên anh qua bên anh một tí nữa đi bốn này chưa bài hết rồi qua bên anh đang qua được không đây rồi trắng 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 rồi. Ủa mấy con bò đỏ xếp hàng luôn đi. Con bò đó. Đúng không? Đúng không? Hai con đứng trên bò đấy chị. Đúng không? Đây mình chưa uống mẹ. gần dân cái đường không vòng đây đó thì còn quả cô đơn nữa phải hết nước bắn lên nữa. Đâu vả đợt này vừa rồi đi gặp mà cả đàn vạc mấy cuôn bán đâu trúng nhá bắn đậu mà trên cả 100 mét đi được đi được bên đây đang rộng mà cua xịt lên đây
Đó. cảm ơn thử đi định đánh cái vèo ấy qua mình phải lách bên gì hả? Thì nó nhỏ hơn tí thôi. Bên mình Không, cái cột này mình vẫn loạt nhưng mà phải nhìn để cho qua. Cũng giống bằng cái cột trên tay. tí cái lồ mẹ mình giật có mời bố mày đang đi bên diệm một tít nên là khinh thường mình.